thiệu với cả nhà nhá, chiếc quạt này là quạt được nâng cấp tự động cơ máy bơm nước, nhưng mà đây là em sử dụng thông số máy bơm nước để em sản xuất mới hoàn toàn nhá. Quạt này là sử dụng cánh 5 cánh nhựa nhá, những cánh nhựa này bẻ gập không gãy, nhựa dai. Và đây có cái ốp sắt ở sau cái cánh nhá. Đấy. Tất cả là ốp sắt ở đằng sau cánh. Cái này có 5 số này. Có tung năng điện. Đấy, và gió cực mạnh luôn, gió xa 25 m. Và ở đây là em thiết kế tung năng nhá. Ở đây dưới đây là vòng bi này. Đấy, bà con nhìn nhá. Cái tung năng này thì cái cần gạt này, cái này là em làm bằng sắt luôn chứ không phải bằng nhựa, dùng cực bền luôn. Anh em nào mà làm quạt thì sẽ biết. Bánh răng của cái tung năng điện này, của motor này, bánh răng của nó, bánh răng ở trong là sắt nhá. Nên là rất bền, nó không như những cái bánh cái đồ ở trên thị trường nhá. Đây, và em thiết kế này, thiết kế cái cần gạt, cái lọt xo này để mình có thể là đây, mình có thể quay, mình cầm này mình gạt, mình không phải bê quạt lên. Vì quạt này gió nó quá mạnh nên em đã đổ 10 kg bê tông ở cái đấy inox này. Cả một cái quạt nó nặng tầm 19-20 kg. Đấy, nó nặng nên là đây, thiết kế rất là thuận tiện, mình quay đâu quay. Tại vì là thiết kế thông minh như này đây, nó không phá bánh răng của cái motor này nhá. Quay gần cái chi tiết này này. Đấy. Quay ở dưới hất lên chứ quay thế ra người ta nhìn thấy. Đúng không? Nha. Đây, bây giờ em bật cho cả nhà xem nhá. Cái quạt này là có 3 loại nhá. Vừa quạt cây này, vừa quạt quỳ này, vừa quạt treo này. Quạt quỳ là mình có thể bẻ ngửa lên, ngửa xuống thoải mái nhá. Đấy. Đây. Rồi quay vào đây. À, thiết kế là cái khớp bẻ là rất là thông minh nhá. Còn cái tung năng này thì lúc nào nó cũng ở vị trí nó thẳng vuông góc với mặt đất, thì khi mà bẻ lên bẻ xuống nó không liên quan đến tung năng, tung năng không bị ép tải mà dùng rất là bền nhá. Dưới đây em làm vòng bi nó trơn nhá. Đấy, quạt có thể quay tròn được nhá. Đây, cái treo tường này nó khác cái quạt quỳ này, nó ở cái ấy thôi. Ở cái chân thôi nhá. Yeah.